ba vết cắt giật thành ba cái tay khủng nha các bạn nhé. Đây là một vết này, đây vết cắt này, đấy, cắt là xong mình không che được để bị nó cháy này, nhưng mà cháy này rất là đẹp luôn, đó, hiểu không? Vết cắt này, ấy nó già nuôi cái tay ra sợ, phủ gần kín, vân kín luôn. Đấy, vết thứ hai này, đây, vết cắt này, đấy, to đùng luôn, sẹo, to đại luôn, đấy, này, củ này. Cá một cái củ như này. Đấy. Cái này khủng nhất là cái ngọn. Đấy, cái ngọn này vết cắt đấy nhá. Đấy, vết cắt của ngọn. À, cái cục này ra này. Úi, to chưa? To hơn ngọn luôn. Và nó đang phủ kín rồi đấy. Đang phủ kín ngọn này. Các bạn xem. Thấy chưa? Đấy. Tay ba. Tay ba. Dáng rất dị. Đẹp. Cái này có khi xẻo phát đến đây, xẻo phát đến đây không biết là có nuôi ra. Thôi cứ để đỡ hết lên, xong kiếm cái cảnh này ở đây. Quá chất luôn. Cây gốc xanh quá chất luôn. Hôm nay là mình tiếp tục mình cắt giật cái cây xanh này nhá. Cái xanh quê này. Xanh quê lá to đùng. Làm rất là khó đây. Để vạch ra cho mọi người xem cái gốc này. Đấy. Bệ gốc cái tay. Đấy. Năm trước thì mấy năm trước mình cắt đây, vết cắt đây nó nuôi được một cái tay ra to ra đây. Đấy. Mình làm ba tay thôi. Hai tay sang rang hai bên và trên là một quả phúc. Đấy. Đấy. Tay rất là to. Này mà để bây giờ để nuôi nó vươn tiếp, thế nhưng mà thôi, cắt thôi, nuôi lâu lắm rồi. Bây giờ mình tiến hành để mình cắt, các bạn theo dõi video của mình nhá. Vâng. Bà lấy nhỏ, con đang quay video nhá. Đấy nhá, hôm nay mình sẽ tiến hành tiếp tục cắt nha các bạn nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, bề rộng, hành tráng luôn. Đấy, mình sẽ tiến hành cắt giật lần thứ hai nhá. À, con kia trật tự đây. Cắt giật lần thứ hai là một cây bonsai nhá. Đây. Đấy. Được, quang luôn. Tầm nào.
hợp lý. Hơi đẹp. Mình không phải là thợ làm cây đâu nhé, mình chỉ là người chơi cây thôi. Nghĩa là năm ngày xưa mình mua cái cây này nó dáng làng xung xuê lắm. Về năm trước, cách đây 1-2 năm gì đấy nhớ cắt lại, cắt mình làm lại ba tay nhé, mình cắt quay video giải trí chơi thôi nhá. Bước đầu mình cắt như thế đã. Đấy, mình quay sát lại thân bệ để các bạn xem nhá. Đây. Đấy, thân bệ rất là tuyệt vời luôn. Ba tay nhá. Ba tay vươn. Một quả phúc ở trên và hai tay vươn sang hai bên. Tiến hành đây xem cho quan sát thân các bạn xem. Đấy, tay này mình nuôi ác chưa, nuôi quả bít cái quả cành to luôn. Gốc này thì hơi già, cây này già lắm rồi. Trước nó là một cây dáng làng sum suê bao nhiêu năm, thân móc meo luôn. Nên bây giờ mình bắt đầu làm lại. Cắt giật mà cho nên là cắt ngắn lắm.
Đấy, sau khi cắt giật lần thứ nhất nhé các bạn nhé. Đây là có nghĩa là lần 0, lần đầu tiên, lần số 0. Mấy cái tay này to này, ngọn, đây, ngọn. Đấy, cắt bỏ lần thứ nhất. Hôm nay mình cắt giật lần thứ hai, nuôi một cái tay to khủng lên đây. Đây, cắt giật thứ hai, cắt miếng chỗ này, khả năng tí nữa có thể phải chỉnh lại. Đấy, mục tiêu là nuôi một cái bông ở đây, rích rác này, bông lớn đây. Đấy, quả phúc ở trên này. Và bên này một tay đi sang bên này, đây, bông đây nữa. Đấy, quay các mặt để các bạn xem nhé. Đấy, lũa hết này, kệ nó, lũa cho nó tự nhiên cho nó đẹp. Đấy, vế bên này này. Chơi đây là mặt trời, sau này mà đổi chỉ đảo chậu thì sẽ làm cái mặt trời thế này, nhìn phê phết nhỉ, rất là già nhá, gốc rất là già các bạn, đây nó đang bật rễ này. Đấy. Mốc già đanh luôn, lên này cổ, đây quả này là quả ngọn đấy nhá. Đấy, cái này là lên quả ngọn, lên quả ngọn xong làm cái này làm bông luôn, bông của phúc ở đây luôn để chơi. Các bạn xem video nhớ bấm kênh ủng hộ mình nhá, mình chỉ là người chơi cây thôi, chơi cây hôm nay cắt cái cây này chơi để chỉ làm chơi vui vui. Có hai tay và một quả phúc ở trên. Đấy, bắt đầu nuôi này, cắt giật lần thứ nhất nhé. Các lần cắt tiếp theo mình sẽ ghi hình để các bạn xem để nắm được cái cây này của mình nó phát triển ra làm sao nhé. Chắc là dài đấy, cũng phải nhiều năm đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video.